Kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu xin chào cô chú, anh chị và các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại đường Võ Thị Sáu, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chỗ mình đứng là giáp danh giữa huyện Long Điền và thành phố Bà Rịa nha. Thì hôm nay trời rất là đẹp, thì ra đây quay đất cho mọi người xem này. Cái hướng này là hướng đi về Long Điền, đi về thị trấn Long Điền, đi về Bình Châu, Xuyên Mộc, đi về đất đỏ, đi về Bình Thuận nhé. Thì hôm nay sẽ quay cho anh chị xem cái lô đất nằm trên mặt tiền đường Võ Thị Sáu. Đây là lô đất cho mọi người. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua chỗ này một chút. Vị trí mình đứng là đường Võ Thị Sáu, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Hướng này là đi về trung tâm thành phố Bà Rịa. Từ đây mình đi về trung tâm thành phố Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nó khoảng chừng hơn 1 km thôi. Mình về tới trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về tới chợ Bà Rịa thì khoảng 2 km nhé. Mọi người chạy chừng 1 km nữa mọi người sẽ gặp cái bùng binh ngã năm giao giữa đường Võ Thị Sáu, đường Trần Hưng Đạo, đường Võ Văn Kiệt và đường Phạm Hùng, chỗ gần quảng trường tỉnh nha mọi người. Thì từ đây về quảng trường tỉnh khoảng chừng 1 km thôi. Thì lô đất này có tổng diện tích là 113,7 m². Chiều ngang phía trước là 5.04, nở hậu 5.53 nha, dài 21.68 m. Đấy, cái vỉa hè ở đây thì rộng khoảng chừng 4 m nha. Đường Võ Thị Sáu thì rất là đẹp. Đường Võ Thị Sáu thì rộng khoảng chừng hơn 30 m nha. Đây là cái con đường có con lươn ở giữa, nhưng mà cứ cách khoảng 50 m thì có một cái lối qua lại. Đây là phía trước đất này. Xung quanh người ta buôn bán rất là sầm uất nha. Đường này thì rất là sạch đẹp này. Mọi người nhìn là biết rồi. Cây cối thì lúc nào cũng được tỉa tót rất là gọn gàng. Chỗ này thì anh chị vừa ở vừa kinh doanh được. Lô đất này thì nó có hai mặt tiền nhé. Mặt tiền phía trước là đường Võ Thị Sáu và mặt tiền đường đất bên hông. Đây. Cái ranh nó thì từ đây mọi người, từ cái nhà đang xây này sang bên này là 5.04, dài vào trong kia là 21.68 nha. Tổng diện tích là 113,7 m², thổ cư là 76 m rồi, hướng về hướng Tây Nam. Đây, vỉa hè rất là rộng nha, vỉa hè này khoảng hơn 4 m. Đây anh chị buôn bán thì rất là tiện, đậu xe cũng rất là thoải mái. Đây là phía trước đất này. Đây là hướng đi về thị trấn Long Điền, từ đây về chợ Long Điền, về thị trấn Long Điền nó khoảng chừng 700 m thôi. Thì tất cả mọi người ở trên đất đỏ Bình Thuận muốn đi về thành phố Bà Rịa, đi về thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ đi qua con đường này hoặc là quốc lộ 55. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong, mình quay cái phía trong đất cho mọi người xem. Đất ở đây thì là đất cứng nha, đất đây rất là bằng phẳng, xây nhà rất là ok. Mình đang đi cái con đường bên hông, đất thì nó dài tới cái mép nhà kia ha, nó bằng cái căn nhà bên này. Đây là phía sau đất này. Đấy, phía trong thì còn rất là nhiều nhà. Đấy, nó dài tới cái đuôi của căn nhà đây nha mọi người. Đây, nó tới cái đuôi nhà này. Đây là mình đang đứng từ đuôi đất mình quay ra nha. Mình quay ra đường. Đây, đất cực kỳ là đẹp luôn. Thì lô đất này đang được chào giá là 4 tỷ 2 nha. Đấy, từ cái ranh này qua bên này. Mình đang đi cái con đường bên hông. Đất có con đường bên hông, hai mặt tiền phía trước và bên hông nên xây nhà rất là thoáng ha. Kinh doanh cũng rất là ok. Giá 4 tỷ 2 thì thương lượng nhẹ bớt giấy tờ, thì anh chị nào cần thì gọi cho mình 0928 037 037 nha. Đây là phía trước nhà. Điện ở đây thì là điện âm hết cho mọi người nên nó sẽ không có dây dợ lằng nhằng đâu. Đấy, tủ điện này. Thì số điện thoại của mình là 0928 037 037 nha. Anh chị nào xem kênh của mình chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh để mỗi khi mình lên sản phẩm mới thì anh chị sẽ nhận được ngay nha. Đường Võ Thị Sáu thì rất là đẹp, rất là khang trang ha. Cứ cách 50 m là có một cái lối qua đường. Đây là xung quanh này. Đấy, đất đường Võ Thị Sáu, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, 113,7 m², thổ cư 76 m, giá 4 tỷ 2. Thì từ đây anh chị đi về quảng trường tỉnh, công viên tỉnh nó 1 km thôi nha. Đường này thì nó sẽ chạy thẳng ra tới thị xã Phú Mỹ và đi về thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đấy, đất hai mặt tiền thì rất là đẹp. Đây, cái ranh nó từ cái nhà kia ha, ra 5 m, 5.04. Đấy, từ đây ra này 5.04, nửa hậu là 5.53, dài là 21.68 nha. Cái trụ điện và cái cây thì nó nằm qua một góc,
thì nó không có ảnh hưởng gì tới nhà mình nhé. Lại giá là 4 tỷ 2 nhé, anh chị nào cần thì gọi cho mình 0928 037 037. Đất phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, mặt tiền đường Võ Thị Sáu. Thì cái sổ và cái vị trí mình sẽ để ở sau video nhé, mọi người nhìn nhé. Còn đây là cái sổ hồng của lô đất nha mọi người. Thửa đất 809 tờ bản đồ 24 này. Địa chỉ là phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 113,7 mét nha. Sử dụng là sử dụng riêng, đất ở là 76 mét vuông này. Đấy, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Sổ thì được cấp ngày 12 tháng 1 2021 nha. Đấy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Còn phía bên này là cái trang 3 thể hiện các cảnh của thửa đất này. Đây, mặt tiền đường Võ Thị Sáu này. Đấy, ngang 5 mét nha, 5.04, nở hậu 5.53 nha. Đấy, mình gọi thì mình gọi 5 mét cho nó chẵn thôi, nhưng thực chất nó là 5.04, nở hậu 5.53, dài 21 mét. Bên hông nó có con đường này, đấy, đường đất bên hông này, đó, đường đất bên hông. Còn phía trước là mặt tiền của đường Võ Thị Sáu nha. Cái phần này này là phần đất cây lâu năm này, còn cái phần này này là phần chuyển thổ cư này. Thì mai mốt mình có xây nhà thì phần này mình khỏi phải chuyển thêm cũng được, chỗ này mình để làm sân được nha. Đấy, khỏi chuyển thổ cư. Đất thì là hướng tây nam nha mọi người, đấy, hướng tây nam này. Đất rất là đẹp, mặt tiền Võ Thị Sáu thì cực kỳ là đẹp rồi. Hai mặt tiền bên hông và mặt tiền phía trước nha. Đấy, ngang 5.04, dài 21.68. Mình lấy là 21.5 cho nó dễ nha. Đấy, nửa hậu 5.3 này, hướng tây nam. Thổ cư 75 m, 76 m. Tổng diện tích là 113,7 m vuông. Đấy, thửa đất 809 từ bản đồ 24 này. Đấy, 76 m vuông đất ở, còn lại là 37,7 m là đất trồng cây lâu năm. Đất phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa 114 m, ngang 5.04. Nửa hậu 5.53, dài 21.68 nha. Giá là 4 tỷ 2. Đấy, thương lượng bớt giấy tờ cho anh chị. Còn đây là vị trí của lô đất ở trên bản đồ vệ tinh. Hai chấm đỏ là lô đất này. Đây là đường đường Võ Thị Sáu ha. Đường Võ Thị Sáu thì nối thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền, thị trấn Long Điền. Thì mọi người đi biển Bình Châu, đi Bình Thuận thì sẽ qua đây nha. Đi Hồ Tràm đi đường này cũng được luôn. Đấy, tất cả người dân trên đất đỏ Long Điền đi về Bà Rịa hay đi thành phố đều đi qua đây. Thì đây là bệnh viện đa khoa tỉnh này. Đây là đất này. Thì từ bệnh viện đa khoa tỉnh nha, mình về đất nó khoảng chừng 2 km mọi người. Còn tự chợ Bà Rịa, cổng chào Bà Rịa và trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mình chạy về đất thì nó khoảng hơn 2 km một chút nha. Rất là gần, thì đất nó cũng ngay trung tâm. Cái đường Võ Thị Sáu nó rất là đẹp nha. Đường Võ Thị Sáu nó nối giữa ngã năm đường Trần Hưng Đạo, đường Phạm Hùng, đường Võ Văn Kiệt để đi về Võ Thị Sáu này, về Võ Thị Sáu này. Đấy, nó nối thẳng lên thị trấn Long Điền luôn nhé. Đây, rất là đẹp, vị trí này anh chị kinh doanh cũng được, ở cũng được nhé. Đấy, để mình zoom lớn lên này. Đây, từ vòng xoay ngã năm này, vòng xoay ngã năm chỗ quảng trường tỉnh và bệnh viện tỉnh này. Đấy, mình chạy theo đường Võ Thị Sáu này, khoảng hơn 1 km thôi là tới đất này. Đấy, đất ở đây ha. Từ thành phố Bà Rịa mình chạy về hướng Long Điền nằm bên tay trái, còn từ thị trấn Long Điền chạy xuống thành phố Bà Rịa thì nằm bên tay phải nha. Đấy, từ đất mà mình về trung tâm thị trấn Long Điền, trung tâm huyện Long Điền này, chợ Long Điền này, nó khoảng chừng mấy trăm mét thôi này. Thì từ đây anh chị đi Long Hải 10 cây thôi. Đi Hồ Tràm thì chắc khoảng 20 cây này. Đây. Đi Hồ Tràm 20 cây. Còn đi về Vũng Tàu khoảng 20 cây nhá. Đấy, rất là gần. Mình zoom cái đường Võ Thị Sáu lại cho anh chị xem này. Đây là trung tâm thành phố Bà Rịa ha. Đây đường Võ Thị Sáu này, đường Võ Thị Sáu là cái đường lớn nhá, đường lớn ở thành phố Bà Rịa.
Đây mình chạy qua Bùng Binh bệnh viện này, Bùng Binh thu nhập thấp trước quảng trường này. Đấy, mình chạy thẳng này thì sẽ tới đất nha. Đây vị trí đất đây. Thì ở trên bản đồ vệ tinh nó chụp lâu rồi nên anh chị thấy rất là thưa nhà, nhưng thực chất ở đây thì nó rất là đông rồi nha. Rồi anh chị nào cần thì gọi cho mình 0928 037 037. Rồi chào mọi người.